Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng 2-1 đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này, Thầy sai anh em đi như chim con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm: Chúa gọi một con người sau khi Chúa đã cầu nguyện lâu giờ và hỏi ý Chúa Cha việc chọn người này, người kia, người nọ vào chức vụ này, chức vụ kia của hội thánh là hoàn toàn do ý của Chúa, là do tình thương nhưng không của Ngài. Chúa không dựa trên bề ngoài, bóc dáng hoặc cao, gầy, thấp. Chúa gọi ai làm môn đệ của Chúa là do quyết định hoàn toàn của Ngài. Thánh Luca được mời gọi làm tông đồ cho Chúa, nghĩa là người được sai đi, Ngài lệ thuộc vào Chúa vì thuộc trọn về Ngài. Thánh Luca mặc dù khi viết lại tin mừng của Chúa Giêsu, Ngài không cho biết Ngài sinh ra ở đâu và sinh vào năm nào, nhưng theo nhiều tài liệu để lại, thánh nhân là một thầy thuốc hành nghề ở Antiochia và Ngài cũng là một văn sĩ giỏi. Tin mừng về cuộc đời của Chúa Giêsu do Ngài viết diễn tả tài nghệ điêu luyện của Ngài về cách hành văn, về lối viết lưu loát và truyền cảm của Ngài. Thánh nhân là một người ngoại giáo đã theo Thánh Phaolô nhiều năm trên đường giảng đạo. Thánh Phaolô đã loan báo tin mừng ở thành Troa. Luca đã tin, đã xin theo đạo và đã xin đi theo Thánh Phaolô làm môn đệ của Ngài. Vào giai đoạn Thánh Phaolô bị bắt giữ, người ta không biết gì về quãng đời cuối cùng của Ngài. Tuy nhiên, theo một tài liệu tìm được ở Constantinople, Thánh Luca đã lần lượt loan báo tin mừng ở Achaia, ở Pyatia, sau này làm giám mục ở Thebes. Thánh Luca cũng lãnh nhận triều thiên tử đạo cùng với Thánh Andre tại Patras thuộc vùng Achaia. Đọc phúc âm của Thánh Luca, điểm nổi bật nhất nơi ngòi viết của Ngài là lòng thương xót. Thánh sử Luca đã thuật lại nhiều dụ ngôn rất cảm động và thấm thía, như dụ ngôn hai người con, người trộm lành, ông Gia-kêu thu thuế, người Samaritano nhân hậu. Thánh Luca cũng chú ý rất nhiều đến việc cầu nguyện, lòng khiêm tốn, chân thành và đơn sơ. Thánh nhân còn viết tông đồ công vụ nói lên sự hiệp nhất, sinh hoạt của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, một cộng đoàn luôn làm mọi việc theo ý Chúa. Nhờ ngòi bút của Ngài, mọi người hiểu rằng giáo hội của Chúa ngay từ lúc ban đầu luôn có Chúa Thánh Thần hoạt động và hiện diện. Thánh Luca, một trong bốn thánh sử, đã để lại cho hậu thế một lịch sử sáng ngời của Đấng Cứu Thế Chúa Giêsu Kitô. Chỉ cần đọc phúc âm của một trong bốn thánh sử, nhân loại ở muôn thời sẽ thấy rõ cả cuộc đời của Chúa Giêsu. Đó là nét nổi bật nhất của các thánh sử. Tuy nhiên, với Thánh Luca, khi đọc tin mừng của Ngài, nhân loại sẽ nhận ra lòng thương xót của Chúa, nhìn ra bộ mặt đầy yêu thương của Chúa Giêsu,
Và như thế Thánh Luca đã làm sáng danh Chúa, vì chính Ngài đã ghi lại những nét đặc sắc nhất của cuộc đời Chúa Giêsu Kitô. Thánh Luca như nhiều vị thánh khác đã hy sinh cả mạng sống của mình để làm chứng cho Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài xứng đáng lấy nhận triều thiên vinh quang của Chúa. Muôn đời nhân loại sẽ không bao giờ quên được công ơn to lớn của Thánh sử Luca. Lạy Thánh Luca, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, để chúng con luôn nhận ra lòng thương xót của Chúa và cũng biết thực thi lòng thương xót ấy với tha nhân. Amen.